Cùng với những hoạt động ý nghĩa trong nước thì ở nước ngoài, Vu Lan cũng được Chư Tăng Ni và người dân trọng thể tổ chức. Tại chùa Nhân Hòa, ngoại ô thủ đô Vatsava, Ba Lan, đông đảo Phật tử và bà con yêu mến đạo Phật đã trở về dự lễ. Đây là hoạt động tâm linh truyền thống của cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan nhiều năm qua. Chư Tôn Đức Tăng Ni ở Ba Lan và cả các nước lân cận như Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Séc đã trang nghiêm tổ chức đại lễ Vu Lan tại chùa Nhân Hòa. Hơn cả điểm tựa tâm linh, nơi đây đã trở thành ngôi nhà thứ hai của người Việt xa xứ, để họ sẻ chia nỗi niềm với những người đồng hương. Hội người Việt Nam tại Ba Lan đánh giá cao hoạt động của chùa đã góp phần kết nối bà con cộng đồng và giữ gìn nét đẹp truyền thống dân tộc. Chương trình Vu Lan báo hiếu đối với người Việt xa xứ là cơ hội để cho tất cả trở về nguồn gốc tâm linh và huyết thống của mình. Đây cũng là cơ hội để cho tất cả mọi người giữ gìn truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam. Sau khi lắng nghe pháp thoại về chữ hiếu và bài cảm niệm tôn vinh các bậc sinh thành, ai ai cũng xúc động, nhớ về gia đình. Và khi bông hồng được cài lên ngực áo, cũng là lúc mỗi người cảm nhận rõ nhất nỗi niềm, sự thổn thức từ trong tim. Tôi đã sinh sống và làm việc ở Ba Lan 34 năm rồi. Hễ mà mỗi lần sắp xếp được công việc thì cũng cố gắng bố trí vào chùa. Và hôm nay là nhân dịp lễ Vu Lan 2024, tôi đã có mặt tại chùa. Và hiện tại thì sống xa cha mẹ hàng nghìn cây số. Thì nhân dịp này muốn cảm ơn và chúc đến cha mẹ, những lời chúc đến cha mẹ luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. Tiếng tụng kinh Vu Lan vang vọng, gửi gắm những lời cầu nguyện an lành cho toàn thể cộng đồng người Việt xa xứ. Và càng đi xa, những người con lại càng thấm thía hơn câu ca dao: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.